có hay không việc cho phép tiêu nhân dân tệ ở Việt Nam. Ngày 12 tháng 9 năm 2016, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết Hiệp định Thương mại Biên giới với Điều 8 quy định rằng các hoạt động buôn bán ở khu vực biên giới sẽ được thanh toán bằng Việt Nam đồng, nhân dân tệ hoặc ngoại tệ chuyển đổi. Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 19/2018, Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để cụ thể hóa Điều 8 nêu trên. Theo đó, từ ngày 12 tháng 10 năm 2018, các cá nhân, doanh nghiệp và ngân hàng sống gần biên giới Việt-Trung và có hoạt động kinh doanh qua biên giới sẽ được sử dụng Việt Nam đồng và nhân dân tệ hoặc ngoại tệ chuyển đổi khi thanh toán bằng tiền mặt và ngân hàng. Từ ngày 30 tháng 8, nhiều cá nhân chống đối đã tận dụng vụ việc này để khơi dậy tâm lý bài trung cực đoan nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền chống chế độ. Ngày 31 tháng 8, câu lạc bộ Lê Hữu Đằng và nhóm Lão Bà Chưa An đã tung ra một bản tuyên bố phản đối thông tư 19 do nhóm ông Nguyễn Quang A khởi thảo, rồi dùng trang bao xít Việt Nam để kêu gọi cộng đồng ký tên và tuyên bố. Tuy nhiên, từ ngày 5 tháng 9, khi cựu phóng viên Bạch Hoàn và chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đưa ra những ý kiến phê phán nhóm Nguyễn Quang A, sóng truyền thông này có phần chững lại, lượng bài viết về chủ đề này chỉ còn tiếp diễn trên hai trang BBC tiếng Việt và trang Bao Xít Việt Nam. Nhưng cũng không còn dám đăng một chiều như trước đây mà cho đăng cả bài ủng hộ lẫn bài chống thông tư 19. Về phía ủng hộ, BBC tiếng Việt đăng bài của tiến sĩ Nguyễn Văn Phú, còn Bao Xít Việt Nam đăng lại bài cũ của Phạm Chi Lan. Sau khi tham gia buổi thảo luận bàn tròn do BBC tổ chức vào ngày 7 tháng 9, Nguyễn Văn Phú viết một bài gửi BBC để đưa ra 4 lưu ý về thông tư 19. Thứ nhất, năm 2016, IMF đã công nhận nhân dân tệ là một đồng tiền thanh toán quốc tế tương tự như đô la Mỹ, euro, yên Nhật và bảng Anh. Thứ hai, một số quốc gia khác như Thụy Sĩ và các nước Bắc Phi cũng cho phép tiêu ngoại tệ ở một số điểm trong lãnh thổ của họ. Thứ ba, trong trường hợp nhân dân tệ bị phá giá so với USD do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại, thông tư 19 có khả năng khiến lượng hàng Trung Quốc mà Việt Nam nhập không tăng, khiến nhập siêu của Việt Nam không tăng. Thứ tư, thông tư 19 giúp doanh nghiệp hai nước Việt-Trung tránh rủi ro từ sự cố biến động của giá USD do không phải dùng USD khi buôn bán với nhau ở vùng biên giới. Trong khi đó, Phạm Chi Lan nói rằng hệ thống luật pháp của Việt Nam đã có đủ công cụ để hạn chế những rủi ro từ thông tư 19. Cụ thể, hiến pháp, luật của các tổ chức tín dụng và pháp lệnh ngoại hối đã khẳng định rằng Việt Nam đồng là đồng tiền duy nhất được lưu hành ở Việt Nam. Các ngoại tệ có thể được dùng làm phương tiện giao dịch nhưng phải thông qua hệ thống ngân hàng và phải chịu sự giám sát của nhà nước. Ngoài ra, luật quản lý ngoại thương năm 2017 và nghị định số 14 2018, nghị định của chính phủ đã quy định rõ thế nào là thương mại biên giới, cùng phạm vi địa lý, các đối tượng được tham gia, danh mục hàng hóa được trao đổi trong thương mại biên giới. Về phía phản đối, BBC tiếng Việt đăng bài của kinh tế gia Vũ Thăng Long, còn trang Bao Xít Việt Nam đăng lại bài mà Vũ Quang Việt đã viết trên trang Vietstudent. Vũ Thăng Long viết rằng, vì trong thực tế, hàng hóa mua bán ở vùng biên giới vẫn lưu chuyển qua các tỉnh khác ở phía Trung Quốc và Việt Nam. Có thể thấy cả hai nước không có quy định nào khiến thương mại biên giới chỉ diễn ra trong vùng biên giới. Vì vậy, thông tư 19 sẽ giúp 95 triệu dân của Trung Quốc và Quảng Tây được chi thu thương mại và đầu cơ tiền tệ trên lãnh thổ Việt Nam bằng nhân dân tệ, khiến lượng nhân dân tệ lưu hành ở Việt Nam vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà nước, đồng thời khiến đồng tiền Việt Nam bị lệ thuộc vào tỷ giá của đồng tiền Trung Quốc. Do đó, Việt Nam sẽ bị khủng hoảng khi nhân dân tệ mất giá trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Trong khi đó, Vũ Quang Việt phản đối thông tư 19 và các văn bản liên quan chủ yếu vì 3 lý do. Thứ nhất, vì quyết định 689/2004, quyết định của Ngân hàng Nhà nước, chỉ xoay quanh việc buôn bán hàng hóa ở vùng biên giới, còn thông tư 19 xoay quanh hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới. Thông tư 19 có phạm vi áp dụng rộng hơn, chứ không lệ thuộc vào quyết định 689/2004, quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Thứ hai, điều 8 của Hiệp định Thương mại Biên giới Việt-Trung 2016 khẳng định rằng doanh nhân được khuyến khích thanh toán bằng ngân hàng thương mại hai bên, chứ không bắt buộc phải thanh toán bằng ngân hàng thay vì tiền mặt. Thứ ba, vì điều 11 của thông tư 19 cho phép doanh nhân Trung Quốc dùng Việt Nam đồng chuyển khoản để mua nhân dân tệ hoặc ngoại tệ
khi tại các chi nhánh ngân hàng gần biên giới rồi chuyển về nước, nó sẽ cho phép doanh nhân Trung Quốc đầu cơ buôn tiền, gây khủng hoảng để thao túng nền kinh tế Việt Nam. Cuối bài, cả Vũ Thăng Long lẫn Vũ Quang Việt đều khẳng định rằng nên cấm thanh toán bằng ngoại tệ trên toàn vùng lãnh thổ Việt Nam để tránh bị nước ngoài kiểm soát tiền tệ. Nhìn chung, cả Vũ Thăng Long lẫn Vũ Quang Việt đều không xét đến các văn bản pháp luật mà Bạch Hoàn và Phạm Chi Lan đã viện dẫn trong tuần trước. Vì không có chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế tài chính, chúng tôi xin phép không bình luận nhiều về sóng truyền thông này. Trước mắt, chỉ xin các bạn lưu ý 3 điểm. Thứ nhất, trái với hiểu lầm của nhiều người, thông tư 19 không hề cho phép tiêu nhân dân tệ dưới dạng tiền mặt trên lãnh thổ Việt Nam. Theo điều 9 của thông tư, doanh nhân chỉ được tiêu nhân dân tệ dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng khi tham gia thương mại biên giới. Ngoài ra, một số văn bản luật như hiến pháp, luật các tổ chức tín dụng và pháp lệnh ngoại hối đã khẳng định rằng Việt Nam đồng là đồng tiền duy nhất được lưu hành ở Việt Nam, có thể giao dịch bằng ngoại tệ nhưng phải thông qua hệ thống ngân hàng và phải chịu sự giám sát của nhà nước. Thứ hai, nhiều văn bản luật như luật quản lý ngoại thương 2017, nghị định số 14/2018, nghị định chính phủ đã quy định rõ thế nào là thương mại biên giới cùng phạm vi địa lý, các đối tượng được tham gia, danh mục hàng hóa được trao đổi trong thương mại biên giới. Vì vậy, nếu các bên liên quan tuân thủ luật, Trung Quốc sẽ không dễ dàng lợi dụng thương mại biên giới để thao túng nền kinh tế tài chính của Việt Nam. Thứ ba, trong trường hợp dân đầu cơ buôn tiền Trung Quốc không thể mua và tích trữ Việt Nam đồng bằng nhân dân tệ, họ vẫn có thể mua và tích trữ Việt Nam đồng bằng USD. Nếu biết nghĩ như một tội phạm, bạn sẽ không thể phòng nguy cơ đầu cơ buôn tiền như từ thương mại biên giới.